hôm nay là đám cưới của anh Thịnh và bạn của em Lê Huy, thì em xin gửi lời chúc tới hai bạn là trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc và nhiều sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền, cái quán trà sữa phát triển thật thành công. Còn em gửi riêng đến cô dâu đó là Huy ơi, mình thấy bạn là vàng cũng hơi nhiều, nếu mà nặng cổ quá hay nặng tay quá thì cứ để cho mình phụ bạn nha. Rồi cưới cái vui của bạn Quy và anh Thị. Thì đây là cô dâu mà hồi xưa là chung giường với em, nằm chung giường nhưng mà bây giờ đã có người khác chung giường rồi. Thôi thì em chúc cho anh Thị với Quy là trăm năm hạnh phúc. Đấy, mày yêu thương bạn của em, đừng làm bạn em khóc. Em thấy hôm nay là bạn em cũng hơi nặng, nặng tay nặng chân, thì nặng cái gì thì đưa em cầm phụ cái đấy. Does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. Your middle name from your grandma. When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might all that kind of motion, just my kind of heat.